Ông bà của mình đã có dạy rằng là con người sinh ra là như nhau, khác nhau là do cái sự học. Nhưng nếu mà bây giờ tới việc học mà nó chán, nó lười thì thôi, tiêu nó mất tiêu rồi. Quý vị đồng ý không ạ? Vì vậy dự án siêu trí nhớ học đường, mục tiêu đó chính là biết cách học để khỏi cực nhọc. Và cái chương trình này thì học online quý vị. Chúng ta chỉ cần vào trang web siêu trí nhớ học đường.com. Tôi và các cộng sự của tôi, một ekip gần 50 cái con người đã làm việc để ra được cái sản phẩm này. Và khi mà vào siêu trí nhớ học đường thì nó có một cuốn sách. Ở đó tôi trình bày toàn bộ các cái kỹ thuật mà các nước trên thế giới người ta đang dùng trong tất cả các trường đào tạo của họ. Tôi tổng hợp nó, bấm cho nó chạy qua giùm thầy, bấm nhanh nhanh. Thầy nói thì nói, mình cứ bấm cho sách nó chạy. Tức là những cái cuốn sách này quý vị có thể cho con mình đọc online, được không ạ? Bấm liên tục. Tức là sách thì nó là cái tổng kết và nó phù hợp với bài vở của Việt Nam. Tôi đã làm đầy đủ, không thiếu kỹ thuật nào hết, bằng hình ảnh, bằng màu sắc. Gọi là đọc rất là vui, nhưng nó không chỉ toàn là chữ, được không ạ? Đó, nó có những cái mã hóa. Làm sao để Phương Trinh và Thu Hiền có thể nhớ được một cái thành tích tốt như vậy, thì là nhờ những cái kỹ thuật này đây. Quý vị có thể cho con của mình học như vậy, được không ạ? Đó. Rồi kế bên cuốn sách thì có cái video clip, tức là tôi giảng, tôi trình bày. Bởi vì có nhiều bé nó học không qua đọc, mà nó học cần phải nghe. Chứ nếu mà cứ đọc là nó không chịu. Nên chúng tôi có video clip, có cả tiếng Anh, phụ đề tiếng Anh, để cho các bạn học sinh ở các cộng đồng người Việt ở hải ngoại cũng có thể coi. Bởi vì nhiều cái phụ huynh ở các nước họ nói với tôi rằng là con tôi bây giờ tiếng Việt ấy, nó nghe chữ được chữ mất. Tôi cũng sẵn tiện đây, tôi cũng nhắm qua live stream đó là quý vị nên để cho con mình học tiếng Việt. Mình gìn giữ cái sự tự hào của dân tộc mình chứ. Nhưng mà để phục vụ cái gọi là cái thỏa mãn cái mong đợi quý vị thì tôi cũng có tiếng Anh phụ đề để con quý vị có thể học thêm. Rồi tiếp theo nữa là ngoài những bài giảng của tôi thì có bài giảng của thầy cô ở trên trường. Toán, lý, hóa, văn, sử, địa từ lớp 1 đến lớp 12. Kéo xuống bài giảng ấy, bài giảng của thầy cô. Thì thầy cô mà giảng là phải giảng theo phong cách tôi yêu cầu. Cũng có rất nhiều thầy cô giỏi trên toàn quốc muốn được tham gia dự án này. Nhưng họ nói là tôi đã quen giảng cái bảng đen và chữ trắng thì tôi không đồng ý. Bởi vì đó không phải là cách để giúp các con thuộc bài dễ dàng. Nên tôi đề nghị phải giảng theo phong cách của tâm trí lực của tôi yêu cầu. Nên là trong các bài giảng, quý vị coi sơ một bài giảng về lý nhé. Môn vật lý lớp 10. Thầy sẽ mở rộng cho các bạn thêm một biểu thức nữa để các bạn sử dụng khi mà các bạn tính toán những bài tập nâng cao nhé. Đó chính là liên hệ với động lượng. Động năng nó có mối liên hệ như thế nào với động lượng? Đấy, tức là khi thầy giảng là thầy không có được giảng theo cái kiểu là toàn chữ, mà thầy phải giảng theo sơ đồ. Vậy thì thầy cô nào mà chưa có nắm vững kỹ thuật thì chúng tôi cập nhật kỹ thuật. Còn thầy cô nào mà biết rồi thì có thể tự trình bày và chúng tôi hỗ trợ cái chuyên môn. Đấy là cái phần bài giảng. Cái phần này nó rất là quan trọng quý vị ạ. Tức là con của chúng ta mà nó đi học á, nó cảm thấy khó là tại vì sao? Nhiều khi nó học hết giờ mà nó chưa có hiểu. Tức là nó hiểu chưa có hết, hết giờ thôi. Thì nó đi về trong trạng thái chưa hiểu. Và cứ nhiều lần chưa hiểu cộng lại thì người ta gọi là mất căn bản. Vậy thì khi một đứa bé nó mất căn bản nó sẽ rất là sợ học. Quý vị hình dung không ạ? Một cái con người mà khi họ đối diện với những cái thứ mà họ bị thiếu, họ cảm thấy họ rất là lo lắng. Vì vậy cái lo lắng đó nó cộng với lo lắng, nó cộng với lo lắng, nó cộng với lo lắng, nó cộng quá nhiều lo lắng lại. Thì mỗi lần nghe chữ học là nó run rẩy, nó sợ ha. Rồi lên trường thì kết quả nó không tốt thì nó bị thầy cô chê. Về nhà thì bị thầy cô chê, ba mẹ chê. Vậy là nó chuyển qua chế độ chán. Và thế là cứ chán với lười là do khó. Vậy thì cái phần video bài giảng từ lớp 1 đến lớp 12 này, tất cả các môn toán, lý, hóa, văn, sử, địa này, quý vị cho con của mình nó coi sau khi đi học về. Mà nếu như mà nó cảm thấy chưa hiểu cái gì thì nó cứ vô đúng cái lớp của nó, đúng cái môn của nó, đúng cái bài giảng đó là nó sẽ được nghe lại. Và các thầy cô chỉ được phép giảng dưới 15 phút, không được giảng dài dòng. Nghĩa là thầy cô phải rất là đúc kết cái bài giảng của mình, cái tinh túy của mình, luyện tập làm sao mà nói càng ngắn càng tốt. Ở trong cộng đồng chúng ta thì chúng ta biết có rất nhiều bác rất là giỏi cái này. Một trong những đó bác đó mà tôi rất kính trọng và ngưỡng mộ đó là nguyên bộ trưởng Lê Doãn Hợp. Thầy là cái người nói đơn giản ngắn gọn nhưng rất là nhiều cái nội dung. Vậy thì trong cái chương trình này tôi cũng yêu cầu các giảng viên toán, lý, hóa, văn, sử, địa là phải giảng làm sao dưới 15 phút, mặc dù bài đó được phép giảng trong 45 phút. Vậy thì thầy cô rất là nỗ lực và tôi cũng biết ơn thầy cô đã nghe hiểu được cái ước mơ nguyện vọng của chúng tôi để hợp tác. Vậy thì các con có thể về nhà coi lại bài giảng như thế này. Nhưng mà tôi khuyến khích là quý vị nên cho con của mình là nó coi trước khi đi học để nó chủ động, nó biết hôm nay nó học cái gì. Đó, vì cái người mà giỏi là người phải có khả năng tự học. Chứ nếu mình cứ chờ ai đó cho mình kiến thức mình mới giỏi thì còn rất là lâu.
À, mình phải tự học, tự nghiên cứu trước, rồi tới thầy cô giảng, mình sẽ phản biện, mình sẽ đóng góp, mình sẽ làm cho cái tiết học nó vui lên. Thì nên cho con coi trước. Nhưng mà giả như mà trên trường nó không hiểu thì cũng có thể coi sau. Đó là cái phần về video clip. Và tiếp theo là cái phần diễn đạt, à cái phần tham khảo. Bởi vì tôi đã hướng dẫn đầy đủ vậy rồi, nhưng mà tôi vẫn gặp những trường hợp là những đứa trẻ nó không có tự làm được. Mặc dù mình nói nó hiểu nhưng mà vô thực chiến là nó không làm được. Vì vậy tôi phải làm ra là từ lớp 1 đến lớp 12, toán lý hóa văn sử địa là đều có bài tham khảo. Và khi mà tôi đưa bài tham khảo lên đây thì để cho các con có một cái nút, đó là nút đóng góp. Có nghĩa là con được phép đóng góp cái bài của con vào, chứ không phải cứ nghe một mình thầy cô. À, các con đóng góp vào. Nếu bạn nào mà đóng góp vào mà được nhiều bạn trên khắp toàn quốc mà học cái chương trình này mà gọi là like, mỗi like như vậy được cộng một điểm. Và cuối tháng bạn nào mà cao điểm nhất thì được thưởng giải nhất, giải nhì, giải ba. Cứ mỗi khối lớp đều được thưởng để cho các bạn thấy là à, thầy dạy con nhưng thầy không áp đặt con là phải theo thầy. Vì sức thầy cũng có còn dày xíu thôi. Các con là thiên tài mà, các con phải tự đóng góp vào đây. Và con nào giỏi thì thầy thưởng. Thì đây là cái cách học hai chiều giữa thầy cô và học sinh. Và tiếp theo nữa là diễn đàn, tức là cái nơi các con có thể hỏi đáp mọi thứ mà không nằm trong học đường. Ví dụ đi học piano, có nhiều đứa trẻ nó học cả tuần nó mới đánh được một bài. À, có đứa 2 tuần mới đánh được một bài là tại vì nó không nhớ được các cái nốt nhạc trên khuôn nhạc. Thì những cái đó nó không nằm trong học đường, thì chúng tôi đưa qua diễn đàn. Và nếu mà các con mà gặp khó khăn gì trong các cái môn mà ngoài học đường thì cứ chụp cái dữ liệu đó gửi vào. Thì các bạn Phương Trinh, Thu Hiền, Huỳnh Lâm Tính, Phương Nghi, Hồng Anh, Phạm Ngọc Bình, à, các cái bạn mà trên siêu trí tuệ mà quý vị coi các con thi đó, họ sẽ hỗ trợ cho các con trên khắp toàn quốc về điều đó. Quý vị ha, đây là một cái sự nỗ lực hết sức và bằng cái sự đam mê. Nó bắt nguồn từ cái chỉ đạo của Tổng Giám đốc Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cách đây 6 năm tại Văn phòng Kỷ lục. Anh đã nói với chúng tôi rằng là học siêu vậy đó, rồi làm sao mà thuộc toán lý hóa mới hay. Chứ còn biểu diễn nhớ 1000 con số, 100 con số mà không thuộc bài ở trường thì để làm gì? À, anh nói có vậy thôi mà chúng tôi phải vào cuộc 6 năm nay. Và chúng tôi đã kiên trì làm liên tục như vậy. Và cuối cùng nó ra được kết quả ngày hôm nay. Và kết quả này là sự cống hiến của cả một tập thể, cả 50 con người làm việc tâm huyết. Xin biết ơn tất cả quý vị đã lắng nghe.